Ngày 24 tháng 9, tỉnh Khánh Hòa đã cho phép người dân trong tỉnh được tập thể dục trong công viên, chơi thể thao ngoài trời. Một số dịch vụ như cắt tóc, gội đầu, sửa chữa điện nước, tạp hóa, cửa hàng kinh doanh được hoạt động trở lại. Ngay từ sáng sớm ngày 24 tháng 9, các tiệm cắt tóc, gội đầu, sửa chữa điện nước, tạp hóa, sửa xe, quán phục vụ ăn uống nằm trên các trục đường chính của thành phố Nha Trang hầu hết đều mở cửa trở lại. Tại các cửa hàng trên đều bố trí chai khử khuẩn và khu vực giãn cách cho khách hàng. Khi giãn cách thì thấy nó thoải mái hơn, nhưng mà mình cũng phải đi theo cái chỉ thị của nhà nước thôi, tức là giãn cách thì mình vẫn tuân theo. Thì nó có cái là trong cái sinh hoạt thì nó có hơi bất tiện chút, nhưng mà mình muốn làm theo chỉ thị nhà nước thì bây giờ là sau thời gian đó giãn cách rồi nó. Theo ghi nhận, các cửa hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh đều tấp nập khách hàng đến mua sắm, sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, tại khu vực các chốt liên huyện, thị xã trên địa bàn các địa phương vẫn tiếp tục bố trí các lực lượng túc trực để kiểm tra giấy đi đường, giấy xét nghiệm và giấy tờ có liên quan khi đi qua các chốt. Nói chung là trước dịch thì ảnh hưởng dịch là không buôn bán được. Thế xong quay lại 2 ngày buôn bán thì nói chung nó chưa có ổn định mấy. Tạm thời nó chưa ổn định, đang khó khăn. Tức là mình bán sáng nay mình bán được nhiều mà. Sáng nay chỉ bán số lượng khách thì mới được một nửa thôi. Không bao nhiêu ạ? Khoảng bao nhiêu suất? Được 50-60 suất. Thế mà mở sau khi mình mở quán lại mình mừng không? Nói chung cũng mừng. Mong cho là hết dịch rồi xong rồi quay lại bán ổn định bình thường cho dân đỡ khó khăn tí. Theo nhiều người dân, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 kéo dài, làm cho việc kinh doanh của họ bị ảnh hưởng và khiến cho cuộc sống khó khăn hơn. Vì thế, khi thành phố được nới lỏng giãn cách, người dân ai cũng vui mừng.